Thưa quý vị và các bạn, theo đề án số hóa chuyển dẫn phát sóng truyền hình bãi đất, thì tỉnh Lào Cai sẽ có trên 5.000 hộ nghèo, cận nghèo, có điện và TV. Hiện đang xem được tín hiệu truyền hình, tương tự sẽ được hỗ trợ thiết bị thu tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 và truyền hình vệ tinh. Hiện Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị cung cấp thiết bị, đẩy nhanh tiến độ lắp đặt thiết bị miễn phí cho các gia đình. Ghi nhận của phóng viên thời sự về nội dung này. Nhiều năm nay, gia đình bà Vũ Thị Len, thôn Sơn Tư, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng luôn nằm trong danh sách hộ nghèo của xã. Được hỗ trợ miễn phí thiết bị truyền hình số mặt đất DVB-T2, bà và các thành viên trong gia đình rất háo hức và mong chờ. Bởi từ đây, bà có thể xem truyền hình ổn định, chất lượng, kịp thời nắm bắt các thông tin phát triển kinh tế xã hội. Tôi cũng rất vui mừng là tất cả đã cho chúng tôi để học hỏi ở trong đấy, để mà biết cái kiến thiết để làm ăn, để mà dạy dỗ các cháu, để cho nó học hành, cho nó đến nơi đến chỗ, mà cho nó học để học hỏi trên các cái chương trình. Hiện nay, toàn thôn Sơn Tư, xã Gia Phú đang có 157 hộ dân với 7 hộ nghèo và 14 hộ cận nghèo. Trong đó, 80% dân số của thôn đã tự trang bị được TV. Tuy nhiên hiện nay, bà con nhân dân chủ yếu thu sóng truyền hình của quốc gia, của tỉnh thông qua các loại thiết bị thu tín hiệu truyền hình trôi nổi với chất lượng kém, ảnh hưởng tới nhu cầu nghe, xem, hưởng thụ thông tin của nhân dân. Trước đấy thì xem TV thì không có, chỉ xem thời sự cùng ba bông thôi. Nhưng mà như đến giờ thì nếu mà được trang bị thế này thì là dân rất phấn khởi mà lại được nghe các thông tin của đảng và nhà nước. Chắc chắn là đời sống của nhân dân thì chắc chắn là sẽ tiến lên. Hiện nay công tác lắp đặt các thiết bị chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã được thực hiện xong. Hệ thống máy móc được lắp đặt có công nghệ hiện đại, tiên tiến nhất hiện nay. Ngoài ra, để nâng cao chất lượng sản xuất, phát sóng các chương trình phát thanh truyền hình, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lào Cai cũng đang có sự đổi thay mạnh mẽ cả về nội dung và hình thức để có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu nghe xem của người dân. Đài cũng đang sắp xếp lại các mũ chương trình, đổi mới một số format chương trình và cũng tăng tính hấp dẫn cho các chương trình. Ngoài chương trình thời sự thì với các chương trình khác, chúng tôi cũng xem xét đến các cái đối tượng khán thính giả nòng cốt để từ đó định ra cái khung giờ phát sóng phù hợp cũng như giao thức kết nối với khán thính giả, làm tăng cái tính hấp dẫn của chương trình của đài. Với việc thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp như trên, chắc chắn trong thời gian tới Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai sẽ có những bước đột phá mới, trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện của tỉnh Lào Cai với các chương trình phát thanh truyền hình chất lượng cao, đáp ứng được lòng mong mỏi của khán thính giả. Để chuẩn bị cho việc triển khai lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng đối tượng, thời gian qua tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm là triển khai công tác tuyên truyền, rà soát tổng hợp số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo có đủ điều kiện hỗ trợ đầu thu truyền hình số. Để việc lắp đặt cho nhân dân đạt hiệu quả cao, Sở Thông tin và Truyền thông cũng sẽ cử các cán bộ có chuyên môn tham gia phối hợp việc lắp đặt, kiểm tra chất lượng đầu thu. Đối với lại các cái hộ gia đình bình thường mà đang xem thì có rất nhiều cái hình thức để người dân chuyển đổi. Một là mua trả thu, hai là thuê các cái dịch vụ truyền hình trả tiền để làm sao mà chúng ta vẫn tiếp tục xem được kênh truyền hình. Trong thời gian tới là phải tăng cường công tác tuyên truyền. Ví dụ như Sở Thông tin Thông vừa rồi thì cũng ban hành một cuốn sổ tay hướng dẫn để phát cho các ủy ban dân các xã. Thế rồi thì phát cho cán bộ làm công tác văn hóa để làm công tác tuyên truyền đến bà con hiểu được cái chương trình chính sách này. Việc hỗ trợ giúp các hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận thông tin qua truyền hình là hoạt động có ý nghĩa thiết thực và nhân văn, góp phần nâng cao dân trí, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững.